gửi đến cho quý có vị đó FM chính 90, là Hoa Anh Đào Trong Gió qua sự thể hiện của Nguyên Vũ. Càng chuẩn bị lên sóng, mời các bác theo dõi một mẫu ly của dòng Kenwood. Mẫu ly này có cả chức năng giải mã, anh em có thể nghe nhạc mạng từ tín hiệu đường quang cắm phía sau. Còn mẫu ly này có cả FM tần số 8990 các bác nhá. Hàng bãi zin, hình thức tương đối đẹp. Báo giá luôn nhanh cho anh em là 2.500.000 đồng giá tại cửa hàng. 5551D. Đó, digital đây, anh em có thể lấy là giải mã đường quang. Thiết kế đánh hai cầu AB. Đó, hai cầu AB. Đó, tần số 90. Bát bót dạng là lao lớt đấy. Kiểu như vậy. Thì bát chép thì mình sẽ bấm ở trên này và xoay nút này. Nút sao. Đó. Bấm một cái nữa ra chép. Input selector là đường vào tín hiệu âm thanh. Con đồng ly này hình thức màu sắc cũng khá đẹp. Màu nó kiểu màu xanh, xanh rêu. Nó không hẳn là màu đen. 2.500.000 đồng. Anh em nghe nhạc của ghép vang hát karaoke. Chơi loa to được anh em nhé. Vì nó to khỏe đấy. Dày dặn. Đây dưới đây. Đó, hình thức mượt mà mà. Hình thức đẹp mượt mà luôn. Mặt sau âm ly giải mã đa kênh, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Những con âm ly này thì anh em nghe nhạc chỉnh về chế độ site thì tiếng rất hay. Giải mã đường quang, cầu A cầu B, trở kháng từ 4 ohm, điện 100V, 100V 250W. Dòng đời cao của đường quang nên nó sẽ lắp ráp tại lưng thứ hai thứ ba. Đây là Malaysia. Bãi zin tuyệt đối anh em nhá. Con này là con âm ly khá to. Dòng Kenwood thì tiếng đậm đà, bát chép sắc nét rõ ràng, nặng, tản nhiệt rất gấu này anh em này. Anh em thấy cả một cái khuôn vuông màu trắng này. Đó. Nguồn to vật phía đây. Tụ to tụ bé rất nhiều. Đó. Những dòng này thì nó chạy rất nhiều sò. Tầm đây cọc bắt sóng radio FM. Đó, đó là về ngoại thất series là 168 các bác nhá. Mặt bên cạnh. Bên Nhật này, trang web bên Nhật người ta bán. Đó. Đây, mặt bên. Đó. Mượt mà, nói chung là về hình thức đẹp. Xuất sát TT là có, nhưng hàng bãi chuẩn chỉ, hàng bãi đậm chất bãi luôn. Bên cửa hàng sẽ đấu nhau, mời anh em xem. 2.500.000 đồng giá bán. Tiếng rất đậm luôn. Bát ra bát, chép ra chép. Giải mã đời cao có nhiều tính năng, ngoài việc đánh loa AB hay cộng B còn có thể ghép âm nhiều loa phụ thêm, chẳng hạn loa surround, loa center, loa sub điện để tạo thành bộ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Còn khi nghe nhạc thì mình chỉ để chế độ site, chế độ nghe nhạc lời tiếng bát bót. Muốn chỉnh bát chép ấn vào xuông xong xoay nút này. Đây là nút đường vào tín hiệu. Quận Đống Đa làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc. Nếu bấm nút xua direct sẽ không có tác dụng bát chép. Mà nếu lỡ tay bấm mà monitor nó sẽ mất tiếng anh em nhá. Chuyển hệ. Theo công an thành phố, chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban nhân dân quận. Nếu anh em muốn cắm đường quang giải mã thì xoay về hệ video 3. Nghĩa đường quang nó mặc định ở cái hệ video này. Xoay về nó hiện luôn digital này. Đó. Một bi to, size tầm 43-44 anh em nhé. Chiều cao tầm 13-14, chiều sâu cũng tầm khoảng gần 40.
tầm khoảng 35 đến 38. Hey, hey.